Bài tiếp theo chúng ta demo là tham biến chúng ta với số lượng truyền vào là tùy ý cùng kiểu. Chú ý chỗ này giúp thầy. Ví dụ mình muốn viết một cái hàm tổng đi. Ví dụ chỗ này mình muốn viết một cái hàm tổng của hai số, ví dụ như là 3,6 chấm phẩy, thì lúc này chúng ta phải khai báo một cái hàm tổng in y không, ví dụ như vậy, hoặc là in in x in y đi. Bình thường chúng ta sẽ khai báo là in x in y để chúng ta cộng tổng hai số. Và chỗ này tổng thì chúng ta có thể dùng cái hàm trả về, hoặc là ở trong này bạn sẽ x out tổng bằng cộng với, nhớ đưa ngoặc nha, x cộng y, x out x cộng y. X cộng y tổng là 9. Bây giờ mình muốn cộng thêm 3 số, 4 số rồi sao? Ví dụ như chỗ này 5, 7, 8. Nó sẽ báo lỗi. Sẽ báo lỗi ha. Bây giờ mình sẽ đổi lại tí xíu. Nếu như cái hàm mình khai báo là tổng x chấm chấm, x chấm chấm, được chưa? Thì ở trong này nó không thấy y thì tất nhiên là nó không cộng được y rồi. Nhưng mà tại thời điểm này ở trên này không có lỗi nữa. Ví dụ bây giờ mình thêm phẩy chín phẩy đó, vẫn ok, muốn nhiêu số cũng được hết. Như vậy thì ở chỗ này nó gần như là chúng ta đang truyền vào một cái mảng. Một phần tử cũng được, n phần tử cũng được. Chúng ta khai báo như thế này là một mảng. Đây là một dạng của khai báo dạng mảng. Và chúng ta sẽ xử lý nó, đây người ta nói nè, giống như một mảng nè, tương đương giống như một mảng. Và lúc chúng ta xử lý thì đây người ta cho là for a in x y chang như là một mảng. Thay vì chúng ta khai báo mảng thì chúng ta khai báo hai chấm. Và ở trong này chúng ta sẽ sử dụng lệnh for, lệnh tổng đi ha, tổng int tổng bằng 0 chấm phẩy for int. Chỗ này là x đúng không? Ví dụ a2.x. Rồi chúng ta có tổng cộng bằng a chấm phẩy và s out tổng cộng tổng. Rồi, như vậy chúng ta đã viết xong cái đoạn mà dùng tham số mình sao là một cái khai báo ở dạng là nhiều tham số tùy ý hay là cũng như giống như mảng. Tên gọi riêng á hả, nó chỉ nó là truyền tham số nhiều phần tử thôi. Tại vì khi mà bạn truyền vào một mảng thì bạn phải gán mảng ở phía trước. Còn truyền theo kiểu này thì mình muốn thì mình cứ gõ vào thôi. Nó sẽ nhanh hơn. Gọi là tham số truyền biến đổi. Tham số truyền biến đổi. Đây, nó có cái tên gọi của nó đây. Tham số truyền biến đổi. Và là biến nè.